Quý khán giả thân mến, ngày 20 tháng 8, diễn viên Buka bất ngờ cho biết cô và đạo diễn Diệp Tiên, con trai của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan đã chia tay, kết thúc mối quan hệ sau 3 năm chung sống. Trước đó, chuyện tình của họ đã có rất nhiều lần gây sốt trong cộng đồng mạng vì độ ngọt ngào và dễ thương của hai người. Nhiều fan hâm mộ tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi nghe thông tin tan vỡ từ chính Buka thông báo. Tuy rằng cả hai đều đã lựa chọn một cách chia tay trong hòa bình, nhưng lý do chia tay của họ vẫn khiến cư dân mạng tò mò không ngớt. Rất nhiều người đã để lại phần bình luận thắc mắc về lý do chia tay của hai người. Vậy nguyên nhân thật sự là do đâu? Theo chia sẻ của Buka, cặp đôi đã chia tay cách đây 4 tháng, một phần do quan điểm sống của cả hai người không phù hợp, phần vì Diệp Tiên sẽ phải ra nước ngoài định cư, nhưng Buka vẫn muốn ở lại Việt Nam và phát triển sự nghiệp tại đây. Cuối cùng, họ chọn chia tay để giữ lại những ấn tượng tốt đẹp về nhau. Trên trang cá nhân của mình, Buka đã viết: "Dù chia tay, quá khứ vẫn luôn là điều tốt đẹp, không ai sống cho quá khứ, người ta chỉ sống cho hiện tại và nhìn về tương lai thôi." Chia sẻ này của Buka đã nhanh chóng nhận được sự động viên từ bạn bè đồng nghiệp, những đàn anh đàn chị trong nghề như Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như đều bày tỏ sự đồng cảm đối với Buka và mong cô hãy luôn tiếp tục vui vẻ, cố gắng nhiều hơn cho chặng đường sắp tới. Nếu như Buka là một diễn viên hài duyên dáng, dễ thương, đã quá quen thuộc với khán giả bởi những tiểu phẩm hài ấn tượng và những vai diễn trong những bộ phim điện ảnh Chạy Đi Rồi Tính, Yêu Đi Đừng Sợ, Mùa Viết Tình Ca, đặc biệt là vai diễn cô Trinh Ăn Bám trong bộ phim Quốc Dân Gạo Nếp Gạo Tẻ đã làm mưa làm gió hồi năm ngoái, thì Diệp Tiên lại là một đạo diễn đa tài. Anh được công chúng biết đến với tư cách là con trai của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Anh cũng chính là đạo diễn của nhiều chương trình nổi tiếng như Cựu Xuyên Việt, Điệp Vụ Đối Đầu. Mối tình của họ chớm nở khi cả hai cùng tham gia một show hài năm 2016. Từng trải qua không ít sóng gió, nhưng họ vẫn quay về bên nhau. Tuy nhiên, lời chia tay lần này cũng đã đặt một dấu chấm hết cho chuyện tình cảm của hai người. Mặc dù Buka khẳng định cả hai vẫn xem nhau là bạn và thường xuyên tâm sự với nhau với vai trò bạn bè đúng nghĩa, nhưng khán giả cũng đã bày tỏ sự thất vọng cùng lời tuyên bố sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa trên các trang mạng xã hội lớn về thông tin chia tay của hai người. Buka cho rằng việc chia tay Diệp Tiên không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc hiện tại của cô, và bản thân nữ diễn viên cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Mọi chuyện đều suôn sẻ tốt đẹp vì đây là cuộc chia tay đã được hai người chuẩn bị tinh thần cũng như nói chuyện rõ ràng với nhau từ trước. Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn bày tỏ sự tiếc nuối vì đã lỡ kỳ vọng quá nhiều về một đám cưới như mơ của cặp đôi. Còn bạn thì sao? Hãy để lại bình luận ngay dưới video này nhé! Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để cập nhật những thông tin mới nhất, hot nhất mỗi ngày.